Lớn lên thì có hết không chị? Viêm tai giữa thì sợ nhất bị lại. Đúng rồi, sợ nhất là tái đi tái lại. Tuy nhiên là đa phần lớn lên thì nó sẽ giảm dần và có thể hết được em ạ. Nếu mà mình điều trị tích cực những cái viêm tai giữa cấp tính ấy, thì nó sẽ hạn chế được cái kéo dài cái đoạn mạn tính ra. Lý do là khi lớn, ví dụ như người lớn mình này, các mẹ sẽ thấy mình ít bị hơn á. Nhưng mình nói do cái cấu trúc thôi. Cái cấu trúc vòi nhĩ của trẻ con nó thường ngắn. Thế nên là nó rất dễ đẩy đẩy cái vi khuẩn từ mũi vào họng lên tai và gây viêm tai giữa tại vị trí đấy. Rồi nữa là trẻ con thì như cái việc vệ sinh tai nó cũng sẽ ít hơn và nó phụ thuộc vào mình, phụ thuộc vào người lớn mà nó kém chủ động. Và gì nữa nhỉ, trẻ con ấy cũng hay bị, mình nói rồi đấy, ứ những cái dịch tiết ở mũi họng hơn hơn hẳn người lớn, nên cái nguy cơ bị của trẻ con nó bao giờ cũng cao hơn. Vì vậy lớn lên thì đa phần là sẽ đỡ và cải thiện dần và có thể khỏi hẳn, nhiều trường hợp khỏi hẳn. Viêm tai giữa cấp tính mà mình điều trị tích cực thì thường là không gây gọi gì nhỉ, không gây biến chứng hay là hậu quả gì đâu. Mẹ Lê Thảo, bé nhà em tái lại VA bác ạ. Đúng rồi, cái VA cũng hay bị tái lại lắm. Những cái mũi họng rồi VA hay bị tái lại lắm, đặc biệt bé dưới 3 tuổi hay là dưới 5 tuổi. Và nhiều trường hợp tức là người ta có cái, tức là bé nào mà hay bị tái VA quá, tức là có những cái khuyến cáo người ta bảo nạo VA ấy để giảm viêm tai giữa, nhưng thực ra cái này thì cũng cần cân nhắc với từng bé cụ thể chứ sẽ không nên khuyến cáo chung, giống như cái cắt amidan ấy.